Cần Huyên gấp lên, khom người bái thật dài, vội vàng khẩn cầu. Mong rằng Mạc Đại Sư viện thủ, Cần Huyên không tiếc thiên kim cầu một vật, kính xin Mạc Đại Sư xem qua. Mạc Hoa Nguyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt, nhạt, nói ra. Cho dù ngươi xuất ra cửu giai huyền khí cũng vô dụng. Cần Huyên mở tay ra, một đạo hào quang màu tím từ trong nhẫn bay ra ngoài, rơi vào án trước mặt Mạc Hoa Nguyên. Đây là tiểu đỉnh tinh xảo linh khí bức người. Đỉnh tạo hình ba chân là ba thiếu nữ nửa thân trần, hoặc dùng vai, hoặc dùng hai tay nâng thân đỉnh, vừa nhìn qua có hào quang từng hồi. Từ đỉnh vừa hiện ra, hào quang bốn màu bao phủ tầm mắt mọi người. Đặc biệt là Mạc Hoa Nguyên, không thể không nhìn qua, thân thể của hắn ngây ngốc, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, kinh hãi kêu lên. Bát giai thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh mà gia sư luyện chế năm đó. Hai mắt Lý Vân Tiêu tỏa sáng, tử đỉnh này chính là tinh phẩm trong bảo đỉnh, với ánh mắt của hắn cũng cảm thấy thủ pháp của người luyện chế cực cao, tuyệt đối xuất từ tay danh gia, rồi sau đó cần huyên nói một câu làm hắn trợn mắt há hốc mồm cần huyên nhìn qua bộ dáng khiếp sợ của mạc hoa nguyên trong nội tâm thở ra cười nói đúng vậy đây chính là bát giai thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh mà sư tôn mạc đại sư luyện chế ra tháng trước khi vạn bảo lâu tiến hành đấu giá cần huyên không tiếc bất cứ giá nào mua được mạc hoa nguyên lúc này không nhịn được chảy nước mắt yêu thương vút ve từ đỉnh thì thào lẩm bẩm sư phó đồ nhi đã tấn cấp bát giai có thể quay trở về thánh vực hay không. Cần Huyên nói khẽ. Những năm gần đây tử vân thương hội cũng đặc biệt lưu ý tin tức của viên cao hàn đại sư, nhưng chẳng khác gì đá chìm vào đáy biển, chẳng nghe được chút tin tức nào. Lý Vân Tiêu cả kinh há to mồm, hơi có vẻ ngây ngốc, kinh ngạc nói. Hắn, sư phó của hắn là. Cần Huyên nhìn qua Lý Vân Tiêu, cho rằng hắn bị danh hào của viên cao hàn làm khiếp sợ, cười nói. Đúng vậy, chính là cửu giai đại thuật luyện sư đảm nhiệm chức trưởng lão trong Lam Tuyết Thánh Thành, viên cao hàn đại sư. Mạc Hoa Nguyên thở dài. Gia sư 10 năm trước tuyên bố bế quan, trùng kích vô thượng đỉnh phong thuật đạo, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Ánh mắt của hắn nhìn qua Thiên Vũ luân chuyển từ Kim đỉnh, tràn đầy vẻ tôn kính cùng thành kính. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy nội tâm vô lực, nếu như để cho hắn biết tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn bị mình nhốt trong giới thần bi, không biết hắn có dốc sức liều mạng với hắn hay không hắn lập tức truyền âm vào trong giới thần bi nói lão viên ngươi có đồ đệ tên là mạc hoa nguyên không ân như thế nào ồ đây đây không phải hoa nguyên sao ngươi đang ở nơi nào thành nam hỏa chuyện này không có gì nghi ngờ lý vân tiêu mặt đen lại nói đồ đệ của ngươi rất xấu cái giá đỡ rất lớn a à? ha ha hắn vậy mà tấn chức bát dai sao không tệ có thể trở về thánh vực viên cao hàn cao hứng cũng không lên tiếng, tiếp tục nghiên cứu hồ lô tiểu kim cương. Hắn xem ra, nhìn thấy ái đồ đã lâu không gặp đều không bằng nghiên cứu hồ lô tiểu kim cương à. Lý Vân Tiêu Ta nói lão viên, hắn lúc trước phạm sai lầm gì mà ngươi muốn giáng chức hắn từ thánh vực đưa tới nơi chim không thèm ỉa này thế. Viên cao hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, trầm tư một lát, nói. Đồ đệ của ta thiên phú rất cao, kiệt ngao bất tuần, ta vì luyện tâm tính của hắn cho nên bảo hắn đi tới thành Nam Hỏa. Sau khi nói xong, im lặng không nói. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, biết rõ tình huống chân thật chắc chắn sẽ không đơn giản như thế. Nhưng nếu hắn không nói thì mình không nên hỏi. Viên Cao Hàn im lặng hồi lâu, lại nói một câu. Đồ đệ của ta là con của thành chủ thành hắc thiết. Cái gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua mặc hoa nguyên. Đúng thế, tên này có vài phần tương tự với tên kia, khó trách ban đầu còn cảm thấy quen thuộc. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi mạc đại sư ngươi có biết mạc tiểu xuyên hay không mạc hoa nguyên còn kinh ngạc nhìn qua thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh đắm chìm trong hồi ức nghe thấy lý vân tiêu mở miệng nói ra thì như bị điện giật hai mắt bắn ra tinh quang nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu một hồi nói từng chữ ngươi nói cái gì ngươi là người nào lý vân tiêu khẽ giật mình không biết tại sao hắn có phản ứng lớn như thế câu mày nói ta và mạc tiểu xuyên là quen biết cũ nghe nói mạc đại sư cũng là người thành hắc thiết cho nên mới hỏi thăm. Mạc Hoa Nguyên lạnh lùng cười khẩy nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng nhận quen đại ca ta. Ngữ khí của hắn băng lãnh, mang theo lửa giận, lạnh lùng nói. Nếu như nghe ngóng tung tích của đại ca ta, ta không thể không xem ngươi là địch nhân. Tiêu diệt. Lý Vân Tiêu vô cùng ngạc nhiên, thì ra Mạc Tiểu Xuyên là đại ca của hắn, hắn là đồ đệ viên cao hàn, như vậy tính ra cũng xem như là người một nhà. Hắn có chút sững sờ không được ý nghĩ, những người này vì sao thần thần bí bí muốn tiếp tục truy vấn như nhìn qua ánh mắt băng hàn thấu xương của người ta giống như muốn giết hắn muốn nói lại thôi trong lòng cần huyên gấp gáp cũng không biết lý vân tiêu làm sao chọc giận mạc hoa nguyên sợ đánh loạn hào khí nàng vất vả tạo nên vội vàng nói mà đại sư bớt giận vị bằng hữu của ta còn trẻ không hiểu chuyện mong được tha thứ sắc mặt mạc hoa nguyên lúc này mới nhu hòa hơn tay phải vuốt ve thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh khẽ thở dài cần huyên hội trưởng vốn ngươi đưa tác phẩm đắc ý của gia sư tới phần nhân tình này ta cho dù thế nào cũng phải trả nhưng mà lần này lần này thứ cho ta thực bất lực cần huyên trong nội tâm cả kinh sợ hãi nói mà đại sư ngài rốt cuộc là chuyện gì mà ngài không viện thủ mạc hoa nguyên trầm mặc một hồi thở khẽ nói nguyên nhân trong đó không tiện nói tỉ mỉ nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là ai ngăn cản ta viện thủ là lôi phong thường hội cái gì dĩ nhiên là lôi phong thường hội ổ sâm giận tím mặt tức giận toàn thân phát run nói khó trách đi mượn truyền tống đại trận bọn chúng lại qua loa ta tử vân thương hội tuy dựa vào thiên nguyên thương hội nhưng chưa bao giờ trở mặt với bọn chúng vì sao phải khó xử chúng ta như thế mạc hoa nguyên lạnh nhạt nói đây cũng là chuyện giữa thương hội các ngươi ta làm sao có thể biết được cần huyên trầm giọng nói mong mạc đại sư nghĩ lại lôi phong thương hội có thể cho mạc đại sư ngươi tử vân thương hội cũng nhất định sẽ cho mạc hoa nguyên lắc đầu nói các ngươi cho không được lý vân tiêu thật sự nhì không được nói cần huyên nói chuyện với tên này làm cái gì người ta đã không quản rồi hắn giơ tay lên vỗ vào tử đỉnh nhắc lên muốn đi cái này thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh gia sư mạc hoa nguyên khẽ giật mình hai tay muốn đoạt lại lý vân tiêu che tử đỉnh trước người tay trái ngăn hắn lại trợn mắt nói cái gì gia sư đây là của cần huyên nàng ra giá cao mua được từ vạn bảo lâu. Cái này, cái này. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua phía Cẩn Huyên, ngượng ngùng nói. Cẩn Huyên hội trưởng, thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh bao nhiêu tiền, ta mua. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi nói mua là mua sao? Được a, à, một ức cực phẩm nguyên thạch, có thì cầm đi. Ngươi, khi người quá đáng. Mạc Hoa Nguyên nổi giận đùng đùng, không để ý tới hắn, mà là nhìn Cẩn Huyên nói ra. Cần Huyên hội trưởng, ngươi gia công đạo giá a. Tuy tác dụng thực tế của Tử Đỉnh thật lớn, nhưng với ta mà nói ý nghĩa kỷ niệm càng lớn hơn. Cần Huyên đang muốn mở miệng, Lý Vân Tiêu kéo nàng lại, kéo nàng ra sau mình, trừng mắt nhìn mặc Hoa Nguyên, lạnh lùng nói: Ngươi thằng ngu này không giúp được cái gì, làm gì phải bán Tử Đỉnh cho hắn? Lão tử lấy về làm bóng đá không được sao? Đừng có lại ngươi ngươi gì đó, lão tử không ăn bộ này của ngươi. Cái này. Mạc Hoa Nguyên vẻ mặt tức giận, rồi lại không lời nào để nói. Nói cũng đúng vậy a, à, bản thân mình không giúp đỡ, người ta làm gì phải nịnh nọt ngươi, giao hảo cùng ngươi, hắn cũng không biết làm sao. Cần Huyên nói. Mà đại sư, mặc dù không thể toàn lực ra tay, chỉ cần có thể chỉ điểm một hai, Cần Huyên cũng vô cùng cảm kích, thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh cũng dâng lên hai tay. Nàng lấy trong nhẫn ra vài thứ gì đó, từng cái bày ra trên bàn trà, theo thứ tự là huyền khí cùng đan dược, tổng cộng là 10 dạng, phân ra làm hai. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, hắn lập tức phát hiện một vài vấn đề. Hai hàng đồ vật căn bản như nhau, nhưng mà sắp xếp phía trên lại cao hơn phía dưới, thủ pháp luyện chế cũng cao hơn. Cần Huyên trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, thở dài. Mà đại sư thỉnh xem, năm thứ này là sản phẩm chủ yếu do tử vân thương hội luyện chế ra, cũng chiếm một nửa lợi nhuận của thương hội. Mà bây giờ thương hội khác có sản phẩm mới, không có danh tiếng gì, trước kia chưa từng nghe qua, lại dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay vượt qua rất nhiều thương hội hơn nữa làm chúng ta chấn động là thương hội này dường như chuyên môn nhắm vào chúng ta cơ hồ tất cả sản phẩm đều giống như đúc chúng ta nhưng mà nàng nói đến đây thân thể khẽ run lên trong đôi mắt đỏ rực hai tay trắng nõn nắm chặt lại lý vân tiêu nói tiếp nhưng mà phẩm chất của chúng lại cao hơn một bậc hắn cũng hiểu khi bày ra năm đồ vật này phía trên là của thương hội kia mà phía dưới có lẽ chính là tử vân thương hội Cần Huyên cắn răng nói. Không chỉ phẩm chất cao hơn một bậc, hơn nữa giá bán còn tiện nghi hơn. Nàng cầm một viên đan dược, nói. Ví dụ như tứ chuyển chân đan, công hiệu có thể giúp võ giả dưới võ tông thời điểm đột phá tăng lên tỷ lệ 5% đến 20%, giá bán là 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Sau đó cầm lấy viên tứ chuyển chân đan khác, trong mắt đầy lệ khí, giọng cam hận nói. Nhưng tứ chuyển chân đan của bọn chúng lại đạt tới ngũ chuyển, đủ để đề cao võ giả dưới võ tông khi đột phá lên 12% đến 25%, hơn nữa giá bán chỉ có 280 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tuy chỉ tăng thêm 2% tới 5%, nhưng mà nó đã vô cùng nghịch thiên, hú chi giá còn tiện nghi hơn. Công hiệu mạnh hơn, giá bán rẻ hơn, đây là điểm chí mạng. Cần Huyên oán hận nói, nếu như chỉ một loại tứ chuyển chân đan cũng thôi, đây cũng không sao. Sản phẩm không bằng người, chỉ có thể tự tìm nguyên nhân. Nhưng càng đáng giận là, tất cả sản phẩm của bọn chúng lại nhắm vào tử vân thương hội. Sản phẩm thuật luyện của chúng ta có 72 loại, bọn hắn cũng có đúng 72 loại, một cái không nhiều, một cái không ít, hơn nữa đều đối ứng với chúng ta. Ngay cả mấy nơi mà tử vân thương hội phân bố thu mua khoáng thạch và linh thảo trên đại lục thiên vũ cũng có bọn chúng thành lập phân hội, dùng giá cao hơn thu mua của chúng ta. Cơ hồ tất cả những điểm này là dồn chúng ta vào chỗ chết. Mạc Hoa Nguyên cũng cao mày, cầm ai thanh trường kiếm ngũ dai cẩn thận quan sát, nói có nên sử dụng tài liệu tốt hơn, tiến hành cạnh tranh. Cần Huyên cắn răng nói. Ban đầu chúng ta cũng cho rằng như thế, ý định do bọn chúng đi. Loại cạnh tranh này hao tốn của cải thật lớn, nếu như tử vân thương hội luyện chế ra sản phẩm trình độ này, bán với giá của bọn chúng. Mỗi tháng ít nhất phải lỗ lã một tỷ trung phẩm nguyên thạch, đây còn chưa tính khấu hao các phân đoạn, căn bản không phải một thương hội có thể gánh nổi. Ổ sâm đột nhiên nói. Hội trưởng đại nhân, hiện tại xem ra, Thương hội này có phải là một thương hội con của Lôi Phong thương hội hay không? Hiện tại tình cảnh của chúng ta như thế, Lôi Phong thương hội đối nghịch với chúng ta ở khắp nơi, còn uy hiếp Mạc Hoa Nguyên đại sư. Hơn nữa cạnh tranh ác ý này cũng chỉ có Lôi Phong thương hội mới có thực gánh chịu lỗ như thế. Mạc Hoa Nguyên nhướng mày, không vui nói: "Ta thực sự không phải bị bọn chúng uy hiếp, mà là theo như nhu cầu, bọn chúng đưa ra đồ vật ta không cách nào cự tuyệt." Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: "Các ngươi có thể khẳng định là vậy?" nhưng thực sự không phải là cạnh tranh ác tính, thủ pháp luyện chế trong sản phẩm của bọn chúng vượt qua các ngươi một bậc, hơn nữa lựa chọn tài liệu sử dụng cũng không quý hơn các ngươi. Cũng nói đúng hơn, thành phẩm của bọn chúng đúng là thấp hơn các ngươi đấy. Mạc Hoa Nguyên sững sờ, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn qua Lý Vân Tiêu một lát, kinh ngạc nói: "Ngươi nhìn ra?" Lý Vân Tiêu cầm một kiện huyền khí trong tay, không mặn không nhạt nói: "Đoán." Mạc Hoa Nguyên nghe xong nội tâm khó chịu. Lý Vân Tiêu thái độ dầu muối không tiến làm hắn khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Năm món đồ vật đối lập, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy một ít không đúng, lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, cảm giác thật có chuyện như vậy, không chỉ dùng tài liệu có cải biến rất nhỏ, hơn nữa thủ pháp luyện chế vô cùng cao minh. Mạc Hoa Nguyên tức giận hừ lạnh nói. Đoán, vì cái gì ta đoán không được, ngươi có thể đoán được. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói thuật luyện chi đạo không phải chỉ có tài liệu và thủ pháp hay loại hay sao ngươi đoán không ra còn không biết xấu hổ nói ra cái này ngươi mạc hoa nguyên á khẩu không trả lời được cảm giác hắn tức chết mất nhưng cũng không thể phản bác cần huyên vội vàng nói mà đại sư không cần thiết trách móc vân thiếu hắn còn trẻ không hiểu mạc hoa nguyên phất phất tay ngắt lời nói không nói cái này tử vân thương hội cũng không phải không có thuật luyện sư như ta vì sao phải phí nhiều công sức tới tìm ta? Nếu là bát giai thuật luyện sư khác giải quyết không được, ta cũng bất lực. Cần Huyên thận trọng nói. Đúng vậy, tử vân thương hội cũng có một vị bát giai thuật luyện đại sư, nhưng hắn không cách nào phân tích ra thành phần phối trí trong sản phẩm này. Mà vị đại sư kia chỉ điểm ta đến tìm ngài, bởi vì ngươi nắm giữ phương pháp nghịch luyện. Mạc Hoa Nguyên cùng Lý Vân Tiêu đồng thời biến sắc, thần sắc khác nhau. Cái gọi là phương pháp nghịch luyện chính là luyện chế ngược, ban đầu ở vực ngoại tinh không, viên cao hàn trực tiếp luyện kim sắc hồn nô trở thành linh hồn lực tinh khiết đó là phương pháp nghịch luyện nhưng mà người nắm giữ thuật đạo này cực nhỏ hơn nữa công dụng thập phần có hạn nhưng dùng để phân tích thành phần nguyên liệu ngược lại là cực kỳ hữu dụng trong tay mạc hoa nguyên cầm một viên tứ chuyển chân đan cẩn thận xem xét một phen nói phương pháp nghịch luyện ta nắm giữ cũng có hạn mấu chốt nhất là ta không thể giúp ngươi nếu không ước định giữa ta và lôi phong thương hội sẽ hết hiệu lực cần huyên khẩn trương nói thỉnh đại sư giúp ta phân tích năm kiện sản phẩm này là được. Năm đồ vật này chính là sản phẩm hạch tâm của Tử Vân Thương hội, là thứ bán chủ yếu trên thị trường, tạm hoãn một hơi, sau khi vượt qua Thương Minh Lưỡng hội lần này, chỉ cần Thiên Nguyên Thương hội có thể ổn định địa vị, lại chậm rãi thu hồi thị trường khác. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói: Cẩn Huyên, ngươi cầu hắn được gì chứ? Hắn không phải không giúp, mà là không có bổn sự này a. À. Cho dù Viên Cao Hàn ở đây, cũng không cách nào nghịch luyện nguyên liệu năm kiện này đâu sắc mặt mạc hoa nguyên đại biến tức giận nói ngươi dám gọi thẳng kỳ danh gia sư lớn mật vô lễ lý vân tiêu khinh miệt khinh thường nói viên cao hàn viên cao hàn ta hồ đấy như thế nào ngươi giết ta hay sao ngươi có bổn sự này sao ngươi mạc hoa nguyên tức giận toàn thân run rẩy chưa từng có người nào dám kích thích hắn như thế lý vân tiêu thực lực võ tông ngũ tinh hắn nhìn ra nhưng chính hắn cũng chỉ là võ tông nhất tinh mà thôi tuy hồn lực chiếm ưu thế rất lớn nhưng mà không cho rằng có thể vượt qua bốn tinh giết người Tại thành Nam Hỏa này Địa vị của hắn độc nhất vô nhị Bất luận thế lực nào cũng cho hắn mặt mũi Cho nên trong tiểu viện không có hộ vệ Bởi vì căn bản là không cần Không có kẻ nào ngu ngốc dám đắc tội hắn như lần này hắn gặp phải Lý Vân Tiêu Ngươi đừng vội dùng khích tướng ta Ta tuyệt sẽ không mắc lừa Tuy mặc hoa nguyên nổi giận Nhưng tự xưng là xem thấu thủ đoạn của Lý Vân Tiêu Lạnh lùng nói ra trong giới thần bi trong cũng truyền ra tiếng cười to của viên cao hàn. Ha ha, tiểu tử, muốn khích tướng đồ đệ của ta, ngươi kém xa lắm. Trong giọng nói đầy đắc ý, hiển nhiên rất hài lòng với biểu hiện của Mạc Hoa Nguyên. Lý Vân Tiêu duỗi một ngón tay ra, lung lay cười khẩy nói. Khích tướng, ngươi có tư cách này sao? Viên cao hàn tự mình đến còn không sai biệt lắm, không vội tức giận, không tin có dám đánh bạc với ta một hồi. Mạc Hoa Nguyên nghe xong thất khiếu bốc lửa, giận quá thành cười nói ha ha đánh bạc với ngươi chẳng lẽ là muốn đánh bạc ai ngu hơn ta đây cam bái hạ phong lý vân tiêu cười lạnh không thôi nói ngươi không biết nếu bị sư phụ của ngươi nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn của ngươi hắn sẽ rất thương tâm sao ta đánh bạc phân tích năm loại sản phẩm này với ngươi ai phân tích nhanh nhất toàn bộ nhất thì thắng mạc hoa nguyên cười to nói ha ha còn không phải phép khích tướng chờ ta phân tích ra ngươi thua cũng thua có cái gì đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Nếu ta thua, đầu cho ngươi. Nếu ngươi thua, chỉ cần ta còn ở thành Nam Hỏa một ngày, ngươi phải cúi đầu nghe lệnh ta, như thế nào? Đồ đệ viên cao hàn không muốn tranh giành khẩu khí cho sư phụ hay sao? Trong nội tâm mà hoa nguyên chấn động, đồng tử mở to, giật mình nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thua mang đầu cho ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Bộ dáng tức giận đã không tồn tại, mà chuyển biến thành khiếp sợ và nghi hoặc to lớn. Lý Vân Tiêu cho hắn cảm giác cũng không phải thằng ngu chỉ biết đâm đầu tới, thái độ bất cần đời này là thạo đời nhân tình và một loại khí chất khó nói nên lời. Hắn thân là bát giai thuật luyện sư, tuy không cách nào xem thấu tình huống chân thật của Lý Vân Tiêu, nhưng lại cảm giác được điểm bất phàm. Cũng bởi vì như thế, cho nên đối phương nói dùng tánh mạng làm tiền đặt cược, làm cho hắn khó có thể tin. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bước ra một bước, mỉm cười nói có dám đánh bạc hay không? Đánh bạc vinh quang của đệ tử viên cao hàn, ngươi không muốn thắng danh dự cho sư phụ của ngươi sao? Để cho hắn nhìn thấy ngươi có đầy đủ thực lực, đủ để quay về thánh vực. Thân sắc mặc hoa nguyên trầm xuống, nghiêm nghị quát. Đừng vội cầm danh hào sư tôn ta ra nói chuyện. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Khiêu chiến này ta tiếp, vốn ngươi không có tư cách khiêu chiến ta, nhưng mà ngươi nhiều lần nói năng lỗ mãng phạm húy sư tôn ta. Ta không cần biết ngươi là ai, Hôm nay tất phải lấy đầu của ngươi xuống, dùng máu ngươi lau khô những lời bất kính vừa rồi. Cần Huyên khẩn trương, không thể ngờ Lý Vân Tiêu liều lĩnh như thế, chuyện đột nhiên biến thành thế này, nàng vội vàng ngăn lại nói: "Mà đại sư, Vân thiếu hắn." Không cần nhiều lời, ta đã tiếp thu khiêu chiến." Hắn phất tay ngăn Cẩn Huyên lại, ngạo nghễ ngóc đầu lên, nói: "Sao thế nào?" Trong lòng Cẩn Huyên cảm giác vô lực, sớm biết như thế không mang Lý Vân Tiêu tới trong nội tâm nàng âm thầm cảnh giác cho dù đắc tội mặc hoa nguyên cũng không thể để lý vân tiêu gặp chuyện không may nếu không sẽ ảnh hưởng tới thương minh lưỡng hội đến lúc đó thiên nguyên thương hội sụp xuống thì bọn họ cũng chẳng dừng chân được trong giới thần bi có tiếng của viên cao hàn truyền ra vô cùng cả kinh nói lý vân tiêu ngươi muốn tỉ thí với đồ đệ của ta hơn nữa dùng đầu của ngươi hẳn là ngươi muốn thi triển kế đùa nghịch hắn tuyệt không cho rằng lý vân tiêu có thể thắng đồ đệ của mình nghĩ vậy tiểu tử quỷ kế đa đoan Lập tức trầm giọng khẽ nói: "Ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, đừng vội tổn thương đệ tử ta." Lý Vân Tiêu truyền âm qua, hư lạnh nói: "Ngươi mở to mắt ra mà xem ta đánh bại đồ đệ của ngươi thế nào, hồn lực cao thực sự không phải quyết định tất cả nhân tố. Đồ đệ của ngươi vừa tấn cấp bát giai không lâu a, à, nên để ta dạy cho một bài học, không thu phí. Ngươi." Viên Cao Hàn tức cười im lặng, Lý Vân Tiêu nói hắn tự nhiên hiểu, nhưng đây là so lý giải thuật đạo, tuy có thể dùng kỹ pháp đền bù hồn lực chưa đủ, nếu đồ đệ mình là bát giai thuật luyện sư, hơn nữa có chân truyền của mình, kỹ pháp tự nhiên không kém hơn kẻ nào. Hắn xác thực rất ngạc nhiên Lý Vân Tiêu có biện pháp gì đánh bại hắn. Giờ phút này tên đã lên dây, Lý Vân Tiêu chỉ vào năm vật phẩm kia, nói. Dùng phương pháp đơn giản nhất A, ngươi chọn một vật, để Cần Huyên đưa ra tài liệu giống nhau, ta và ngươi đồng thời tiến hành luyện chế, ai luyện được phẩm chất cao hơn thì thắng. Ngươi, ngươi định so như thế thật sao? Tất cả mọi người chấn động, Nói như vậy hoàn toàn không tồn tại trục lợi, khảo nghiệm là thực lực chỉnh thể của thuật luyện sư, là phương thức tỉ thí công bằng nhất. Nếu như nói Lý Vân Tiêu thắng trong cuộc tỉ thí này, như vậy trực tiếp có thể nói thuật đạo của hắn còn trên Mạc Hoa Nguyên. Viên Cao Hàn cũng ngây ngốc, sắc mặt của hắn âm trầm, thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên muốn đùa nghịch thủ đoạn, nhưng không biết hắn muốn dùng thủ đoạn hành hạ gì đối phó Hoa Nguyên, Hoa Nguyên có thể tiếp được không? Trong lòng sinh ra lo lắng, nhưng không biết vì sao, hắn còn có chờ mong rất muốn nhìn một chút thành tựu của đồ đệ mình đạt tới mức nào. Tốt, ngươi rất tốt." Mạc Hoa Nguyên tức giận nói, "Ngươi lại dám đùa nghịch ta, ta sẽ chơi tới cùng với ngươi, đây là ngươi tìm đường chết, chẳng trách người khác." Hắn lấy một thanh dao gam tinh xảo ra, rút ra khỏi vỏ cắm lên bàn, nói khẽ, "Hàn Châu chủy thủ này năm đó sư tôn ban cho ta, đợi lát nữa dùng nó lấy đầu của ngươi." Mạc Hoa Nguyên liếc mắt nhìn qua năm kiện vật phẩm, tùy ý chọn một cái, nói Tư chuyển chân đan cần huyên hội trưởng kính xin cung cấp hai phần tài liệu cần huyên cực kỳ không muốn muốn tận lực tránh hai người xung đột từ chối nói mà đại sư trên người của ta cũng không có mang theo tài liệu tứ chuyển chân đan tỷ thí này thôi đi vân thiếu hắn được rồi mạc hoa nguyên trầm giọng tức giận nói ngươi không có ta có hắn quát to tiểu huyền tử ới thiếu niên canh cửa tham lam háo sắc chạy vào Nghe Mạc Hoa Nguyên phân phó mang theo hai phần dược liệu giống nhau, cổ quái nhìn qua hào khí trong phòng, co cổ lại, cẩn thận lui tới một góc phòng. Hắc hắc, vị đại sư này, hai phần tài liệu ngươi kiểm tra đi, sau đó mời chọn trước. Mạc Hoa Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giận quá thành cười nói. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua, đã biết rõ tài liệu không có cổ quái, phong khinh vân đạm cười nói. Tùy ý. Hừ. Mạc Hoa Nguyên hừ một tiếng, hắn cũng lười nói thêm cái gì trực tiếp qua một phần tài liệu, dùng hồn lực bao trùm, cứ lăng không tình luyện ra. Hắn hiện tại cảm thấy nói nhiều với Lý Vân Tiêu một câu cũng phiền, thầm nghĩ tranh thủ thời gian đánh bại hắn, sau đó lấy đầu của hắn, thời điểm chém đầu hắn xuống, hắn có còn như hiện tại hay không. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lơ đễnh, nếu thái độ Mạc Hoa Nguyên còn nói cái gì nữa mới thật sự là kỳ quái. Hắn chậm rãi làm toàn thân trầm tĩnh lại, muốn từ luyện chế đánh bại một gã bát giai thuật luyện sư, cho dù là vừa mới tiến giai độ khó rất lớn, hắn phải toàn lực ứng phó, quá khẽ. Yêu Long, dung hợp. Trong linh hồn truyền ra âm thanh cực kỳ mất hứng của Yêu Long, thậm chí mang theo tức giận, nói. Đừng không có việc gì thì chơi dung hợp, về sau không phân ra được thì tìm nơi khóc đi. Đây chính là thuật luyện sư, ngươi xem không vừa mắt thì trực tiếp kéo vào giới thần bi mà hành hạ, không nên phí thời gian như thế. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Bảo ngươi dung hợp thì dung hợp đi, nói nhảm nhiều thế làm gì. Yêu Long rơi vào đường cùng, chỉ có thể dần dần dung hợp với linh hồn Lý Vân Tiêu, một hồn lực yêu dị tăng lên. Viên Cao Hàn nhìn thấy hồn kỹ chiến pháp của hắn cho nên không cảm thấy kỳ quái, chỉ âm thầm khen. Mượn nhờ hồn chiến kỹ pháp của phệ hồn tộc tăng cường linh hồn lực, chiêu này thật sự là diệu thủ không tệ, biện pháp này có lẽ sẽ mở ra một biện pháp khác tăng thực lực của thuật luyện sư cũng không chừng. Bốn người trong phòng yên tĩnh lại, trơ mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu hóa. Khuôn mặt thanh tú trở nên yêu dị, trên người còn sinh ra từng khối lân giáp hiệu quả thị giác cực kỳ rõ ràng. Đây là yêu tộc bí pháp. Mạc Hoa Nguyên cả kinh, cũng không phải hắn bị vẻ ngoài chấn nhiếp, mà là cảm nhận được hồn lực đối phương tăng lên, tốc độ tăng lên cực nhanh, nội tâm thất kinh nói, đây là yêu tộc bí pháp gì? Xem bộ dáng của hắn, hình như là Long Duệ A. À. Lục giai đỉnh phong, dừng lại không? Mạc Hoa Nguyên vẫn luyện chế không đếm xỉa tới, lại vừa lưu ý biến hóa của Lý Vân Tiêu, thời điểm hồn lực đạt tới lục giai đỉnh phong thì dừng lại chỉ thấy Lý Vân Tiêu đi lên phía trước, cũng cầm một đống tài liệu lăng không luyện chế. Cái gì? Hắn cũng không cần đỉnh lô. Mọi người giật mình, đặc biệt là Mạc Hoa Nguyên, sắc mặt của hắn trầm xuống, đối phương hoàn toàn muốn đứng cùng khởi điểm với hắn mà tỉ thí. Trong mắt bát giai thuật luyện sư hắn là chuyện cực kỳ vũ nhục, hư một tiếng rồi không quan tâm tới Lý Vân Tiêu, mà là tăng thêm tốc độ cô động tài liệu trong tay. Tuy là lăng không luyện chế, nhưng thủ pháp của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn Mạc Hoa Nguyên thì rực rỡ muôn màu đẹp hơn nhiều, mỗi một động tác cực kỳ đẹp mắt, động tác tinh tế giống như trong sách giáo khoa vậy, cho người ta cảm giác mỹ diệu. Mà Lý Vân Tiêu hoàn toàn trái lại, mỗi một động tác cực kỳ khô khan, giống như bắt trước bừa, sử dụng chính là Phi Hoa Lạc Tuyết 12 thức trụ cột luyện chế thủ pháp, mang cho người ta cảm giác cứng ngắt Tiểu Huyền Tử vốn vốn bị hồn lực của hắn làm chấn động, cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, nghĩ tới vừa rồi mình bất kính với mấy người này có khả năng vì vậy mà đắc tội một đại thuật luyện sư, nhưng giờ phút này nhìn thấy thủ pháp luyện chế của hắn thì cảm thấy tức cười bật cười, so ra còn không bằng hắn. Mạc Hoa Nguyên cũng nhìn qua, sau đó ngạc nhiên thì tiếp tục luyện chế, nhưng không bao lâu lại nhìn vài lần. Nội tâm sinh ra cảm giác cổ quái, cảm giác cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không đúng thế nào thì không rõ. Lần nữa xem vài lần, xác nhận không có vấn đề thì mặc kệ. Tuy Cần Huyên không phải thuật luyện sư, nhưng mình không ăn qua thịt heo, cũng thấy heo chạy, thủ pháp của Lý Vân Tiêu vừa ra, lập tức cao thấp lập phán, nàng vỗ chán của mình, biết rõ xong đời. Hơn nữa nội tâm vạn phần nghi ngờ, loại trình độ này còn không bằng nhiều kẻ tầm thường, tại sao Linh Nhi chọn chúng hắn? Trong giới thần bi, đột nhiên viên cao hàn mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu, ngươi học phi hoa lạc tuyết 12 thức từ ai thế? Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, lạnh lùng nói. Ngươi có phải muốn ta nói chuyện phiếm, làm cho ta phân thần, giúp đồ đệ ngươi thủ thắng? Viên Cao Hàn trầm mặc, hắn cũng biết loại tỉ thí này không được phép phân tâm, nhưng mà nội tâm nghi vấn càng ngày càng nặng. Tuy động tác của Lý Vân Tiêu nhìn rất ngốc, nhưng không có sai lầm mảy may, hơn nữa mỗi động tác hóa giải ra, kết nối cùng nhau không sinh ra trúc chắc, nhìn kỹ thì phát hiện là hồn nhiên thiên thành. Những điểm này cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là thậm chí Mạc Hoa Nguyên còn bỏ qua chính là tài liệu tinh luyện trong tay Lý Vân Tiêu. Tốc độ cùng độ tinh khiết dần dần vượt qua Mạc Hoa Nguyên, cũng nói cho đúng hơn, ở cửa tinh luyện tài liệu Lý Vân Tiêu cũng đã thắng được đối phương. Chuyện này làm cho Viên Cao Hàn cho dù thế nào cũng khó tiếp nhận được, chiết xuất tài liệu bình thường đều chiết xuất hơn 90% đã đạt tới cấp bậc đại sư, tới trình độ của Mạc Hoa Nguyên thậm chí thể tiếp cận 95%, nhưng cửa ải này cũng không phải mấu chốt thắng bại, cho nên mặc dù là tỉ thí, cũng rất ít người chú ý vấn đề tinh luyện. Nhưng không chú ý cũng không có nghĩa là cửa ải này dễ dàng. Viên Cao Hàn ngương mắt nhìn qua, hắn rõ ràng phát hiện Lý Vân Tiêu chiết xuất tài liệu cao hơn Mạc Hoa Nguyên không ít, đạt tới 100%. Loại tranh lệch này, sau khi đạt tới 95% độ tinh khiết thì rất khó xuất hiện. Đặc biệt là tranh lệch giữa hai thuật luyện sư không lớn, bất luận là khâu nào cũng trở thành mấu chốt của thắng bại. TT ngã. Sau khi hoàn thành chiết xuất, trên ngón tay Mạc Hoa Nguyên sinh ra một đám hỏa diễm màu lam nhạt, không ngừng phóng đại trên không trung, màu sắc trở nên tươi đẹp, đang đốt tài liệu vừa chiết xuất. Đúng vậy, Yêu thú cửu giai thiên phạm yêu viêm câu nội hỏa, những năm gần đây đã được Hoa Nguyên luyện hóa triệt để. Viên Cao Hàn Lộ ra vẻ tán thưởng, sắc mặt ngưng trọng lúc trước bị quét sạch, cuộc tỉ thí này không có chút lo lắng gì. Nhưng mà hắn đột nhiên giật mình một cái, nghĩ đến trong giới thần bi ẩn chứa thần hỏa kinh khủng, toàn thân của hắn run lên. Hắn, hắn sẽ không thi triển Phượng Hoàng chân hỏa đấy chứ? Nếu thật sự là như thế, như vậy vấn đề hỏa diễm hoàn toàn vượt qua thiên phạm yêu câu nội hỏa lấy được ưu thế thật lớn. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Chân Hỏa là chỗ dựa của tiểu tử này? Trên hỏa diễm áp chế tuyệt đối, có thể vượt qua hồn lực bù đắp chênh lệch hai giai sao? Trên mặt Viên Cao Hàn cũng kinh nghi bất định, dù sao thập giai hỏa diễm hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chỉ nhìn thấy trong một ít tư liệu lẻ tẻ mà thôi. Rốt cục Lý Vân Tiêu cũng hoàn thành chiết xuất, một đám hỏa diễm bắn ra từ mi tâm, nó chỉ lớn như móng tay, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cần Huyên chỉ cảm thấy nội tâm tuyệt vọng, vốn cho rằng tiểu tử này khí chất phi phàm, hơn nữa nói chuyện hò hét châu bò, bao nhiêu sẽ có chút bản lĩnh thật sự. Hiện tại xem ra, hại ta không ít, còn có thể hại thiên nguyên thương hội. Ngay lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, hỏa diễm thiếu đốt. Hỏa diễm nhỏ như móng tay bắt đầu đốt tài liệu, phanh một tiếng như pháo hoa nở rộ, thôn phệ tất cả tài liệu vào trong, thiếu đốt tài liệu không dư thừa chút nào. Đột nhiên đồng tử viên cao hàn co lại, loại khống chế tinh diệu này không có thiên truy bách luyện là không làm được. Mà Lý Vân Tiêu hai tay trắng nõn, căn bản không giống như người luyện tập thường xuyên. Chuyện này không chỉ viên cao hàn, Mạc Hoa Nguyên ý thức được không đúng, sắc mặt bắt đầu đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, thiên phạm câu viêm nội hỏa của hắn đang rời xa hướng Lý Vân Tiêu, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hỏa diễm đã sớm bị hắn luyện hóa tâm thần hợp nhất, trực tiếp cảm nhận được ý sợ hãi của hỏa diễm, tuyệt đối là uy áp đẳng cấp áp chế, làm cho hỏa diễm của mình sợ hãi. Cái này, Mạc Hoa Nguyên triệt để ngây ngốc, ngay cả luyện chế cũng quên, hai tay dừng một lát. Nhưng đây chính là thiên phạm câu viêm nội hỏa đấy, trên đời này còn có thể có hỏa diễm áp chế nó hay không? Mặc dù trên đại lục còn có mấy đóa hỏa diễm cửu giai đỉnh phong, cũng chỉ cung cấp mà thôi, dù có cao hơn một chút cũng không có khả năng sinh ra uy áp đẳng cấp A. Có thể áp chế hỏa diễm cửu giai, hỏa diễm khủng bố như thế trừ thập giai thần cảnh chi hỏa thì không có thứ gì khác. Chi, mà Hoa Nguyên hít khí lạnh, trừ cảm thấy toàn thân sợ run ra, còn có khó nói nên lời. Không thể ngờ trong sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy hỏa diễm thập giai, mà làm cho hắn im lặng là, chính mình vào lúc này đang tỉ thí với chủ nhân hỏa diễm thập giai. Càng thêm chóng mặt là, chủ nhân hỏa diễm thập giai chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Dung động trong lòng sinh ra, tuy luyện chế tứ chuyển chân đan cực kỳ đơn giản, nhưng mà bắt đầu phạm sai lầm. Tiểu huyền tử ở xa xa không rõ vấn đề hỏa diễm, thấy mặc hoa nguyên dừng lại, cả kinh kêu lên. Sư phó, ngươi luyện chế. Trong nội tâm mặc hoa nguyên cả kinh, lúc này mới kịp phản ứng, mình vẫn đang tỉ thí, nếu như bại, danh dự bản thân bị hao tổn là chuyện nhỏ, mấu chốt là danh dự của sư tôn. Còn có thứ kia, nhất định không thể có ngoài ý muốn, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn làm tinh thần chấn động, bắt đầu bài trừ tạp niệm. Đối với hắn mà nói, đây là tỉ thí không thể thua. Từ khi Phượng Hoàng Chân Hỏa xuất hiện, hắn liền thu lòng khinh thị, bắt đầu vô cùng thận trọng. Người có thể thu hỏa diễm thập giai, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng có thể khẳng định đây không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa hiện tại Thiên Phạm Câu Viêm nội hỏa bị ảnh hưởng, không thể toàn tâm khống chế, mặc dù hắn là Bát Sai thuật luyện sư cũng có khả năng thất bại. Nghĩ đến điểm này, trong nội tâm càng là khẩn trương lên, vội vàng dùng hồn lực bao quanh nội hỏa hình thành một vòng phòng ngự ngăn cách khí tức phượng hoàng chân hỏa phát ra lúc này mới khiển hỏa diễm của hắn bình thường trở lại keo quá trình luyện chế từ biên giới thất bại trở về ổ sâm buồn khổ nói hội trưởng đại nhân vân thiếu sợ rằng xong đời rồi ngươi nhìn hỏa diễm của mạc đại sư chợt trái chợt phải tùy ý đùa bỡn hơn nữa thần thái nhẹ nhõm đến cực điểm vân thiếu chỉ có một chút hỏa diễm như thế đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch giống như duy trì không được mạc hoa nguyên đỏ mặt lên hiện ra một tia giận dỗi còn tưởng rằng ổ sâm đang có ý châm chọc hắn tức giận hừ một tiếng chuyên tâm ngừng luyện cần huyên nhíu mày tuy nàng cảm thấy sắc mặt của lý vân tiêu có chút hoa trương nhưng mặc hoa nguyên hình như cũng trở nên không đúng dường như không có nhẹ nhàng thoải mái như lúc trước ngược lại ngưng trọng và kiên quyết nàng nhìn ổ sâm nói đừng vội nói lung tung mà lại nhìn đi kết quả chưa biết ai biết tình huống thế nào ta và ngươi đâu phải thuật luyện sư hừ một tiếng hừ mỉa mai vang lên tiểu huyền tử vẻ mặt đam chiêu tràn đầy khinh thường cười khẩy nói hai vị còn ngây thơ cho rằng tên kia có thể thắng gia sư hay sao ổ sâm đã sớm không có hảo cảm với hắn lạnh lùng nói ít nhất vân thiếu còn thắng ngươi a tuổi chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi thực lực thì ngươi còn không nhìn thấy bóng lưng của người ta hừ thực lực mạnh thì thế nào lần này mà thua thì đầu rơi xuống đất trên mặt tiểu huyền tử đầy vẻ âm hiểm trong mắt mang theo độc ác Lý Vân Tiêu xuất hiện làm hắn cảm thấy áp lực, dĩ vãng cảm giác sự ưu việt không còn sót lại chút gì cả. Trong lòng Cần Huyên căng thẳng, nhìn qua ổ sâm, truyền đạt tin tức, suy nghĩ hai người như nhau, cho dù như thế nào cũng phải bảo trụ tính mạng của Lý Vân Tiêu.